chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VN Review. Chúng ta đang sắp bước sang nửa cuối năm 2019 rồi, và đây là khoảng thời gian mà các hãng smartphone sẽ cho ra mắt hàng loạt những mẫu sản phẩm mới của mình. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng điểm qua những mẫu smartphone được mong chờ nhất trong khoảng thời gian này nhé. Đầu tiên, một đại diện đến từ nhà Samsung, đó chính là Samsung Galaxy Note 10. Samsung Galaxy Note 10 sẽ được dự kiến ra mắt vào khoảng thời gian là cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Sau sự cố của Note 7, Samsung trở lại với Note 8 và 9 với pin dung lượng lớn hơn nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Với Note 10 thì có thể Samsung sẽ tăng thêm dung lượng pin cùng tốc độ sạc. Ngoài ra, sản phẩm cũng sẽ có nhiều nâng cấp về màn hình, phần cứng cũng như các tính năng của S Pen, điểm nổi bật nhất của dòng Galaxy Note. Thứ hai, đó chính là Pocophone F2. Thế hệ đầu tiên của Pocophone gây ngạc nhiên khi ra mắt vào năm 2018 với chip xử lý cao cấp, pin dung lượng cao cùng hiệu năng ấn tượng nhưng với mức giá tầm trung. Thế hệ thứ hai có thể trình làng vào tháng 8 này theo chu kỳ 1 năm của sản phẩm. Pocophone 2 được kỳ vọng thì sẽ vẫn giữ một mức giá tốt và một cấu hình cao cấp như phiên bản cũ. Thứ ba, đó chính là Apple iPhone 2019 series. Sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Apple luôn luôn là một trong những sự kiện được mong chờ nhất năm. Năm nay, Apple dự kiến sẽ vẫn ra 3 mẫu iPhone mới, trong đó 2 mẫu cao cấp với giá dự kiến trên 1.000 USD và 1 model giá tốt. Mẫu iPhone cao cấp được đồn là mang 3 camera sau, trong khi iPhone giá rẻ chỉ là camera kép. iPhone luôn là smartphone có hiệu năng tốt nhất vào thời điểm ra mắt nhờ chip xử lý mới do chính Apple sản xuất. Thứ tư, đó chính là Bphone 4. Bphone thì luôn luôn là một chiếc smartphone hot tại thị trường Việt Nam. Bphone 3 được người dùng và các chuyên gia đánh giá là chiếc smartphone xuất sắc nhất trong tầm giá 7 triệu, đánh bại nhiều đối thủ đến từ nhà Samsung, Oppo hay Apple với thiết kế tràn đáy độc nhất cùng với nhiều nâng cấp về camera và phần mềm. Hiện tại chưa có bất kỳ tin đồn nào về Bphone thế hệ thứ tư, chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Thứ năm, đó chính là Huawei Mate 30 Pro và Mate 30. Tuy chưa có nhiều thông tin về bộ đôi sản phẩm mới đến từ nhà Huawei, tuy nhiên thì nếu như là theo truyền thống của dòng Mate thì chúng ta sẽ kỳ vọng một bộ đôi smartphone mới với camera tốt nhất. Dòng Mate series được Huawei định hướng là smartphone cao cấp cạnh tranh cùng Galaxy Note của Samsung nên giá của sản phẩm sẽ không rẻ. Thứ sáu, đó chính là chiếc flagship thứ hai trong năm của nhà LG, đó chính là LG V50 chính quy. Model này có kích thước cùng cấu hình mạnh hơn dòng G. Điểm nổi bật nhất của sản phẩm là kết nối 5G. LG đang thử nghiệm kết nối 5G cũng như hoàn thiện các tính năng cùng phần cứng của sản phẩm trước khi bán ra. V50 thiên quy được giới thiệu vào đầu năm tại triển lãm MWC 2019 và có thể sẽ xuất hiện trên thị trường vào tháng 10 theo lộ trình hàng năm của hãng. Thứ bảy, đó chính là Moto Z4. Motorola khởi đầu cho xu hướng sử dụng module để có thể nâng cấp phần cứng của máy với hệ thống Moto Mode. Nhưng sau 3 năm kể từ ngày ra mắt, các module này không mang lại thành công cho dòng Moto Z series. Do đó, với mẫu Moto Z4, Motorola thay đổi hướng đi của mình và hoàn thiện các tính năng quan trọng của smartphone ngày nay là camera, hiệu năng và thời lượng pin. Tiếp theo đó chính là OnePlus 7T. Nửa năm sau khi ra mắt OnePlus 7 và 7 Pro, OnePlus sẽ tiếp tục cho ra mắt hai model mới thuộc dòng OnePlus 7 series là 7T và 7T Pro với cấu hình khủng cùng mức giá tốt, dự kiến sẽ bằng nửa so với các model cao cấp đến từ Samsung hay Huawei. Tiếp theo đó chính là Razer Phone 3. Razer gần đây đã bỏ bộ phận phát triển điện thoại di động của mình, nhưng Razer Phone 3 vẫn có thể ra mắt trong năm nay. Razer sẽ hoàn thiện nhiều hơn cho mẫu smartphone chơi game của mình về thiết kế cũng như là hiệu năng và camera. Và cuối cùng đó chính là Xiaomi Mi Mix 4, và dòng sản phẩm này thì luôn luôn mang lại một thiết kế ấn tượng đến với người dùng. Model mới ra mắt trong năm nay sẽ vẫn sử dụng màn hình tràn viền và có thể có phần viền mỏng hơn bên cạnh các nâng cấp về thiết kế, phần cứng cũng như là camera. Như vậy, mình vừa điểm qua 10 mẫu smartphone đáng được mong chờ nhất trong nửa cuối năm 2019. Và các bạn đang mong chờ sản phẩm nào nhất thì hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Đừng quên để lại một like và một subscribe cũng như là ấn chuông để có thể ủng hộ VN Review nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!